Chiều qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức trao tặng vé máy bay khứ hồi và tiễn 21 công nhân về quê đón Tết. Số vé khứ hồi do Liên đoàn Lao động tỉnh vận động Vietnam Airlines tài trợ. Những công nhân được nhận vé máy bay đều là những người có quê ở các tỉnh miền Bắc, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê ăn Tết. Cầm tấm vé để lên chuyến bay xuân nghĩa tình, chị Nguyễn Thị Hải, công nhân công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Kim Phong, huyện Nhân Trạch, vẫn còn bồi hồi xúc động vì không nghĩ mình lại có cơ hội được sum họp với gia đình trong mùa xuân mới này. Em cảm thấy rất vui và biết ơn đến các ban các ngành đã giúp đỡ tạo điều kiện cho bọn em được về ăn Tết với quê hương, không phải với gia đình. Dạ, bố mẹ thì nói chung là con cái vậy là vui ạ. Thì sau năm nay là năm thứ ba chưa được về quê thì chuyến này được công đoàn hỗ trợ là vé bay về quê thì nói chung là rất là mừng ạ. Tại vì ở nhà là còn có mẹ già nên là đợt này về con rồi cháu rồi về sum họp gia đình là cũng rất là vui ạ. Cảm ơn công đoàn rất là nhiều. Tại lễ tiễn công nhân, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã chúc những lao động về quê đón Tết sớm ấm áp, đồng thời mong muốn công nhân sẽ sớm trở lại làm việc với các doanh nghiệp theo thời gian quy định. Hầu hết là các gia đình công nhân lao động này đã 4, 5, 6 năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Và đợt này thì được về quê đón Tết là với cái tinh thần cũng rất là phấn khởi và cảm thấy rất là vui khi mà có cái sự tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là hãng hàng không Việt Nam Airlines đã tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình được về quê đón Tết trong cái xuân Giáp Thìn này. Ngoài chuyến bay miễn phí, công nhân lao động ở Đồng Nai sẽ về quê đón Tết bằng chuyến xe nghĩa tình do công đoàn tổ chức từ ngày 3 tháng 2, tức 24 Tết âm lịch. Theo kế hoạch, có hơn 1,8 nghìn công nhân được công đoàn tỉnh tặng vé xe về quê. Bên cạnh đó, có gần 340 lao động được tặng vé tàu từ chương trình chuyến tàu công đoàn Xuân 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng hỗ trợ tiền hoặc phối hợp ban giám đốc các công ty tổ chức xe đưa đón người lao động về quê và quay trở lại Đồng Nai sau Tết.